Barracks right here. That's fine. Okay, lift it up again. Yes. Except the person. Yeah, come on. Okay, so now we just need soy sauce. Put it on now. Yeah. What do we do with the egg? Later, we put on top. Along with the. Who wants to pour this one? Just a little bit, okay? Because this one is just a little bit. This one is not very salty. It's really bland. Do we need more salt? Yeah. It's really bland. So you guys should have tasted while it's on the thing so you can pull stuff. But now you can put in soy sauce. Salt, more salt. Soy sauce. They took our salt. Potatoes in. Do I just pour it over it? Yeah. Mix it a little bit. Don't break it. Yeah, slowly. Not too much. Yeah. Oh, come on, go. Okay. Oh, let me. Okay, go. Come on. I mean, okay, we're cutting him like this way. There you go. It's all about presentation. We have to be original to win. Oh,
Cut it. What's gonna be with the potato? Come on. I mean, if it's that small, we don't really need it. Don't even, just cut it in half. Okay. How much time do we have? We're almost done anyway. Okay. Do you leave some for the omelet? Yeah, leave some for the omelet. Go. Không ăn hả? Cho cho mẹ đi. Bác kia nó không ăn. Cúp đâu rồi? Sao mà cho chết cái criteria là chết thì nó chấm cái phần tay tức là presentation đây. Thầy Minh ăn thêm không? Rồi bẻ. Dạ không. Cái kia đâu ăn nó đưa này kiếm mẹ nó ra. Không bưng luôn cái chảo con nó không có cái thôi để cho chị lấy bán cái đó cần lắm cái gì đâu mà không chuyến dưới này để em rồi rồi con cho vô một miếng thôi không rồi con bỏ thằng hũ vô để chiên ai tin vô đi hả giờ tin vô đi không bây giờ chiên thằng hũ còn nhiều ôi thôi không. Wait, Mom, where are we going? We stir fry, like maybe we put just a little bit of salt in the tofu. Để nó bỏ vô đây. Con pin xuống một chút đây, con pin xuống một chút bạn nên ăn the top food. Pin một chút sốt bỏ vô đây. Rồi, cho bé này làm nữa chứ thôi nó không sốt. Nãy giờ hai đứa nó làm mấy cái đó đó, bóc bỏ vô đó. Muốn ra ra nãy là đi tôi. Rồi con bỏ cho phu vô. Để em Lu làm con lấy cầm cái cắt thuốc. Thuốc. Bác đi không ăn. Bác đi không ăn. À hết đi anh đang ăn. Okay, this is the point where we can put salt, whatever. Let's put the soy sauce. Can someone find the soy sauce? Yeah. Okay, go find it. Hey, Crystal, can you find the soy sauce? Soy sauce? With me. Yeah. So, I'll come up with rice. How much? Yeah. Đổ dầu nhiều một chút á. Cái này mà nó nguội. Không. Cái này if it's cool enough you can start cutting it. Cũng phải trở hả? Mấy bên đây nó trắng quá nè. Trở đi con. Trở từng miếng Andrew, trở từng miếng lên. Oh my god. These are not wooden chopsticks. Do you not know how to hold chopsticks? These are plastic, okay? It's okay. Yeah. Okay. See, okay. Good job. Yeah. Whoa. These are plastic, okay? Chopsticks. Flippy, did you flip that one? No, I'm careful. Okay. Good job. Okay, you draw good? Xếp lại giống má xếp à con. Biết hả? Mình làm vậy cho nhanh. Đúng không? Bé ăn cái này nó mua lên. Mới cầm mà nó mua chỗ đi. Được chưa nè? Bé ơi! Con bé chạy vô cái xin thêm miếng. Xin thêm miếng hả? Con đi xin thêm miếng muối. Có trình đổ nha. Rồi. Hey, double fry it. Do it, hey.